Khi không biết nhé, dạ. Là nhìn vào cái quạt này và nói là chất liệu của nó là tôi chịu đấy. Tôi nghĩ là giấy gió giấy hoặc gió. Là một loại giấy bản nào đấy của dân tộc mình à. Thế nhưng mà đây, thưa quý vị, Trang đã nói rằng nó chính là nguyên liệu từ chiếc đài sen như thế này. Và anh Dũng là người viết tiếp phần đời cho đài sen khi mà nó đã hết cái công năng sử dụng, đúng không anh? Đúng rồi. Cụ thể là như thế nào anh? Tức là trong một lần tình cờ thì tôi có về Hà Nam để tìm nguyên liệu cho một cái dự án mới của mình liên quan đến sen. Vâng. Thì tôi thấy người nông dân ở đó sau khi mà thu hoạch đài sen để mà lấy hạt thì hàng tấn những xác đài sen họ bỏ đi để mà làm phân hoặc là đốt hoặc làm rác. Vâng. Thì tôi thấy rất là lãng phí. Và tôi có kiểm tra thì tôi thấy bên trong những chiếc đài sen này thì nó có rất nhiều cái chất xơ. Vâng. Và tôi biết rằng là Việt Nam nói riêng mà thế giới nói chung thì tất cả các nền văn hóa đều làm ra giấy từ chất xơ. Đó thì lúc đó trong đầu mình nảy số lên một ý tưởng là mình sẽ làm lên một chất liệu giấy mới từ cái nguyên liệu đài sen này. Tư duy thì rất rõ ràng đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng cách làm thì như nào? Ý tưởng đây, các bạn nhìn khán giả nhìn đây, giấy đây này, đây là thành phẩm đúng không ạ? Đúng rồi, đây là thành phẩm. Ý tưởng thì nảy số ở thời điểm đó, nhưng mà để mà có thể triển khai được cái ý tưởng đó ra thành một cái sản phẩm mình mong muốn thì là cuộc hành trình khoảng 3 năm. Ôi, mất tận 3 năm. 3 năm, 3 mùa sen mình phải lặn lội tìm kiếm là làm cách nào đó để mà mình có thể biến cái đài sen đó thành những tấm giấy như bây giờ. Một cách ngắn gọn đi anh, làm thế nào? Tức cái là, công đoạn đi ạ. Tức là từ khi mà có đài sen về thì mình lại phải bắt đầu mình ngâm nước. Không, mình phải luộc. Phải luộc lên. Mình phải luộc trong khoảng từ 8 đến 12 tiếng. Vâng. Sau đó mình lại dùng tay mình dã bằng cối như các cụ ngày xưa làm bằng giấy truyền thống. Vâng. Không dùng bằng máy được tại vì nó sẽ bị nát. Vâng. Đó, sau đó mình lại phải ủ trong cái chất liệu nó gọi là sinh học để cho cái đài sen nó, cái sơ sen nó phải mềm và nó trắng hơn so với lại cái thời điểm ban đầu như MC đã thấy. Nó đang đen nâu như này thì đúng nó rồi. Sẽ trắng ra. Nó phải trắng ra thì nó thành giấy. Vâng. Sau đó thì mình lại phải trao như cách các cụ đang làm truyền thống là bằng phương pháp trao giấy thủ công. Vâng. Sau đó thì từ cái giấy nguyên liệu đó cho mình lại phải phơi. Mình phơi thì cách làm của mình chỉ là tự giấy nó sẽ bong ra thì không cần phải dọc. Dạ vâng. Thì nói chung là cái quy trình cơ bản thì là như vậy, nhưng còn để mà đi chi tiết hơn thì tầm khoảng 20 cấp độ khác nhau. Vâng. Đấy, thì các bạn khán giả cũng đã vừa nhìn thấy cái quy trình đó, một phần tái hiện ở trên hình ảnh của chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng thật sự là rất là bất ngờ, bởi vì là một cái đài sen tưởng như bỏ đi như thế này mà đã trở thành những cái tấm giấy rất là đẹp. Và tôi nghĩ là rất nhiều công năng sử dụng về sau đó, đúng không anh? Nhưng mà em có hơi có một thắc mắc là cái giấy này, cái cách bảo quản hay là cái tuổi đời sử dụng nó có được lâu không ạ? Nó cũng như là giấy bình thường khác. Hiện tại thì mình đã có những tờ giấy dùng khoảng 5-7 năm là không vấn đề gì. Của bên tại người em. Đúng rồi. nhưng mà phải nói hỏi luôn là Lên và Trang có lẽ vừa mới tranh cãi với nhau là tại sao cái giấy này thì nó không có cái ánh bạc đúng bạc đây ạ. Này. Thì đây nó là có phải là cái này có điểm. Đúng rồi, tức là đây là những giấy điểm. Đây là những chiếc quạt giấy được làm từ giấy sen của mình. Vâng. Và trên những chiếc quạt này thì mình đã cố để mình truyền tải cái thông điệp đó là mình sẽ vẽ những bức tranh dân gian lên trên đó và cụ thể đây là bức tranh dân gian Đông Hồ. Thì tranh Đông Hồ thì ngày xưa thì người Đông Hồ họ đã dùng một chất liệu chất liệu giấy gió điệp để in tranh Đông Hồ lên trên đó. Thì tôi đã muốn giữ lại những cái giá trị truyền thống đó, cái cách làm đó và những cái độc đáo của văn hóa Việt Nam mình, thì tôi đã phải tìm hiểu làm sao để mình đưa được cái chất điệp đó lên chất liệu giấy sen của mình và mình đã in chất liệu tranh dân gian Đông Hồ lên trên. Thế đây cũng có thể gọi là giấy điệp. Đây cũng là giấy điệp, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Nhưng đây mà nó chỉ là giấy sen điệp đấy anh nhá. Vâng, hay quá. Đó. Từ cái ý tưởng đó này, xong bây giờ anh ra thành sản phẩm và tác phẩm nghệ thuật như quý vị đang chiêm ngưỡng cùng chúng tôi ở không gian của trường quay của chương trình đấy ạ. Có những chiếc quạt rất to, vẽ tranh sen, rồi bức tượng Phật này và nhiều đề tài khác anh đã làm với tác phẩm nghệ thuật. Thì anh thấy cái đón nhận của công chúng thế nào? Ban đầu thì mọi người cũng rất là bất ngờ và ngạc nhiên là bởi vì tại sao từ cái đài sen bỏ đi như vậy lại có thể làm thành giấy. Và từ những chất liệu giấy đó mình lại có thể làm thành tiếp được những tác phẩm khác như là bông hoa sen, rồi tranh giấy sen, rồi quạt giấy sen. Thì không những chỉ là những người ở Việt Nam mình mà cả những người ở nước ngoài, có thể là Mỹ hoặc là Nhật Bản, họ cũng tò mò về sản phẩm này, họ tìm đến tôi để mà đặt mua sản phẩm đó. Đó là một sự đón nhận rất là tích cực, rất là hay. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ứng dụng của cái việc là chúng ta, thứ nhất là chúng ta bảo vệ môi trường, đúng rồi. Nhưng cái thứ hai nữa là chúng ta làm thêm cho mọi người thấy được là cái giá trị sử dụng của cái vòng tuần hoàn của các sản phẩm dịch vụ cũng như là các cái vật dụng hàng ngày ấy. Đúng. Thế thì tôi cũng muốn hỏi anh thêm là nếu như thế thì mỗi lần mình giới thiệu tác phẩm ra với thế giới hay cho mọi người thì mình phải có thêm cái công tác thuyết minh, đúng không? Đúng. Nếu không thì mọi người không có hiểu. Đúng rồi. Vâng. Thì có những kỷ niệm gì liên quan đến việc anh giới thiệu sản phẩm này ra với thế giới với mọi người không? Trong một lần tình cờ thì có một anh người Mỹ đến Việt Nam mình du lịch và anh ấy có được đọc một bài báo viết về tôi trong cái dự án giấy sen điệp này.
anh đã tìm đến tôi và anh muốn là được xem lại toàn bộ cái quá trình mình đã làm ra giấy xem như thế nào. Đó, thì mình có mời anh đấy về xưởng của mình và anh ấy đồng ý. Sau đó thì mình đã tái hiện lại từng công đoạn, từng công đoạn, từng công đoạn cho đến khi cái tấm giấy nó hoàn thành như thế này. Rồi sau đó lại hoàn thành tiếp thành các sản phẩm như thế nào. Đó, thì anh ấy rất ngạc nhiên, anh nói rằng là đã đi rất là nhiều quốc gia trên thế giới và cũng đã tìm hiểu về rất nhiều loại giấy trên thế giới, nhưng mà cái chất liệu giấy này và cái hình ảnh mà mình minh họa lên trên đó thì nó đã làm cho anh có một cái cảm giác, đó là đây chính là cái chất mà anh đang cần để mà trưng bày trong nhà hàng của anh ấy ở bên Mỹ. Và sau đó anh đã đặt hàng rất là nhiều những sản phẩm của mình. Tức là bạn bè quốc tế thì rất đón nhận anh với những cái sản phẩm này. Nhưng mà anh ơi, sau cùng thì ý nghĩa lớn nhất trong cái dự án này mà anh muốn truyền tải đến mọi người là gì ạ? Tôi nghĩ rằng là thứ nhất đó là mình sẽ tận dụng được tất cả những cái giá trị của cây sen. Bởi vì rằng là sen thì mọi người cũng đã biết rồi, có rất nhiều công dụng đúng không ạ? Hoa sen có thể được cắm này, lá sen thì cũng có thể để làm thuốc này, rồi đài sen bên trong có thể làm nhụy, làm trà này, đó, rồi củ sen làm thực phẩm này, đó, rồi có một nghệ nhân đã từng dùng tơ sen để làm lụa này, đó, thì riêng cái phần đài sen này thì chưa ai dùng đến nó cả, đó, thì tôi muốn là tất cả phạm vi thế giới cũng không ai dùng đấy, cũng chưa ai dùng, đấy, đó. Hay quá, thì tôi muốn rằng là mình sẽ tận dụng tiếp những cái giá trị mà mọi người tưởng chừng như thể bỏ đi đó, để biến nó thành một cái trạng thái khác, một cái vòng tuần hoàn khác, giá trị hơn. Và thứ nhất thì nó có thể làm gia tăng giá trị cho người nông dân. Và thứ hai là bảo vệ môi trường. Và thứ ba là có thể tô thêm một cái nét văn hóa mới cho văn hóa Việt Nam mình. Dạ vâng, rất là chúc mừng anh, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự đẹp đẽ này và chúng tôi rất là biểu dương, cũng như là muốn được tiếp nối cho anh để gửi những cái thông tin này đến với nhiều bạn bè hơn, cho mọi người thấy được cái sáng tạo của anh mày mò chút nhiều năm qua. Và dự định sắp tới có cái gì có khoe với chúng tôi được không, về cái dự án này hay là những cái tiếp theo của anh trong sự nghiệp? Tôi đang nghiên cứu một cái trạng thứ hai nữa của cái dự án đài sen này, đó là mình đã nghiên cứu gần như là hoàn chỉnh rồi, là rất nhiều đài sen đang bị bỏ đi lãng phí như vậy. Để làm giấy thì nó rất là cầu kỳ và nhiều công đoạn, nhưng còn một cái sản phẩm nữa mà mình có thể ứng dụng được từ đài sen này, đó là từ những chất liệu đài sen này mình sẽ chuyển thể nó thành những chiếc hộp xốp, hộp để đựng thực phẩm thay cho hộp xốp. Thì như vậy nó vừa bảo vệ sức khỏe của người dùng, vừa để tận dụng tối đa nguồn cái nguyên liệu đài sen này, và thứ ba nó lại bảo vệ môi trường và rất tốt cho chúng ta. Một sản phẩm ứng dụng hữu ích đúng không anh ạ? Rất thú vị với câu chuyện, tức là viết tiếp phần đời đài sen của anh Dũng ngày hôm nay. Và có lẽ là quý vị khán giả cũng đã hiểu thêm về cái những cái dự án cũng như là ý nghĩa mà anh cũng đã vừa chia sẻ. Và Cà Phê Sáng cũng muốn chúc cho anh bất kể dự án nào của anh với mục đích nhân văn như vậy cũng sẽ thành công và được mọi người đón nhận. Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay ạ. Vâng.